Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát đã viết: "Tôi chưa thấy một lối tiêu khiển nào mà bản năng về âm nhạc cũng bị kích thích và trí thông minh với khiếu thẩm mỹ phải làm việc cùng một lúc như ở lối hát ca trù." Trong bài Văn chương hát nói, Nguyễn Văn Ngọc viết: "Đây mới thật được vừa tư tưởng, vừa âm luật hỗn hợp với nhau, vừa văn chương, vừa mỹ thuật cùng nhau điều hòa, vừa tài tử, vừa giai nhân cùng nhau gặp gỡ." Thượng phương thu giả nhất trung làn nguyệt sắc đảo miên phương kính lãnh tháp quang song trí ngọc thiêm điểm vô ưu phong
quan. Cảm ơn cụ Nguyễn Văn Mùi đã không nản lòng gìn giữ và lưu truyền nghiệp tổ, để người nghe hôm nay được thưởng thức giọng ca của con gái cụ, ca nương Nguyễn Thị Hòa. Cùng tiếng đàn điệu nghệ của người con trai trưởng, nghệ sĩ Nguyễn Văn Khuê và các thành viên của gia đình trong câu lạc bộ ca trù Thái Hà. Hiếm có một dòng họ nào bảy đời kế tiếp đeo đuổi nghiệp ca trù. Đàn xuân phách suối